Anh Tô Tuấn Anh đã dành trọn 3 năm để tìm hiểu và nghiên cứu để tạo ra một loại kem từ các loại trái cây với mục đích mang lại trải nghiệm ngon miệng và làm mát cho khách hàng. Qua quá trình này, anh đã thử nghiệm nhiều cách làm kem từ các loại trái cây khác nhau cho đến khi đạt được độ mềm mịn và sốt thích hợp. Quán kem của anh Tô Tuấn Anh đang bán 1.000 đến 2.000 cây kem mỗi ngày. Con số ấn tượng này cho thấy món kem độc đáo này đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ khách hàng. Tôi làm kem hoa quả tươi cho đến hiện tại là được 7 năm. Cái dòng kem mình đang làm là Paletas, xuất xứ là từ Mexico. Khác biệt lớn nhất của cái dòng kem Paletas thì nó chính là về nguyên liệu, hoàn toàn là từ trái cây tươi. Quá trình nghiên cứu và làm cái kem này thì gặp rất nhiều những cái khó khăn, bởi vì trái cây khi đông đá thì nó sẽ rất là cứng. Mà tiêu chí của mình là không được sử dụng phụ gia công nghiệp, những cái chất để làm mềm, làm dẻo. Mình phải sử dụng tất cả những thứ là hoàn toàn từ tự nhiên. Lúc đấy chúng tôi phải tự đi tìm hiểu qua những cái tài liệu nước ngoài mới thử nghiệm. Chúng tôi mất 3 năm để ra được cái sản phẩm thực sự ổn định. Quán kem trái cây tươi của anh Tô Tuấn Anh đang thu hút không chỉ những người yêu thích kem mà còn có cả những người quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc của các nguyên liệu. Với công nghệ làm kem độc đáo và sự tận dụng tối đa các thành phần từ trái cây, kem tại quán không chỉ ngon mà còn bổ dưỡng và an toàn cho sức khỏe. Kem của chúng tôi lấy cái nguyên liệu làm gốc, thế nên là chúng tôi cũng đã tự đi đến các cái nông trại để lựa chọn những cái nguồn nguyên liệu tốt nhất. Đa phần đều là xuất xứ ở trong nước mình. Ví dụ như là hiện tại chúng tôi sử dụng dâu tây ở trên Mộc Châu, xoài cát Hòa Lộc ở Cao Lãnh Đồng Tháp, sầu riêng và bơ ở Đắk Lắk. Hiện tại thì chúng tôi có 3 dòng kem, tổng cộng 13 vị kem. Cái dòng thứ nhất là kem trái cây với cốt dừa. Cái dòng kem thứ hai là trái cây kết hợp với lại sữa chua Hy Lạp. Cái thứ ba nữa là dòng kem thuần trái cây. Kem rất là ít đường, ít sữa, chủ yếu là vị nguyên bản của trái cây. Một số loại thì có thể có thêm một chút mật ong hoặc là nước cốt chanh để cho hương vị của loại trái cây đấy nó được đẩy lên. Để cho cái kem nó được mềm mịn hơn, chúng tôi sử dụng thứ nhất là cái pectin, chủ yếu là chiết xuất từ vỏ của cam, quýt, hạt mận, hạt mơ. Thì nó như là một chất làm dẻo, giúp cho cái cây kem nó có sự kết dính hơn. Cái thứ hai nữa là chất mà được chiết xuất ra từ tảo nâu, xuất xứ từ Nhật Bản, giúp cho cái cây kem nó cũng trở nên xốp hơn. Bản thân anh chủ quán kem cũng thể hiện niềm đam mê và sự cống hiến cao trong công việc phục vụ khách hàng. Anh thường xuyên tư vấn và gợi ý cho khách hàng về cách chọn lựa và kết hợp các loại kem và trái cây phù hợp. Được biết, kem trái cây có giá 25.000 đồng một cây, hàng sử dụng trong vòng 2,5 tháng.